Lần đầu tiên tại Việt Nam, triển lãm các kiến thức và thông tin về công trình xanh được giới thiệu dưới một hình thức hoàn toàn mới lạ. Với gần 20 công trình có yếu tố xanh, những thông tin khoa học về các giải pháp xanh, vân vân được thể hiện bằng các tác phẩm nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng. Anh Vũ Tuấn Việt, một người tham quan triển lãm cho biết. Tôi rất thích cái công trình của iMod Studio về công trình nhà ở. Tôi thích công trình đấy bởi vì cái chất liệu sử dụng của công trình và cách thiết kế nó hay với cả nó lạ. Là việc sử dụng cái lam ở trên sàn ấy, nó giúp thông gió cả lấy sáng tự nhiên hơn. Nói chung là đỡ hay làm hại môi trường. Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Trung Hòa, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng đánh giá cao về việc tổ chức triển lãm lần này. Những thông tin tại triển lãm sẽ định hướng và hỗ trợ cho các chủ đầu tư và kiến trúc sư trong việc tìm kiếm các giải pháp năng lượng hiệu quả cho công trình. Triển lãm này là một cái hoạt động truyền thông cũng hết sức là hữu ích để giới thiệu cũng như là tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cái tầng lớp trên xã hội thực hiện một cái chủ trương hết sức là đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là vấn đề tiết kiệm năng lượng. Đây là những vấn đề lớn trong cái mục tiêu phát triển bền vững của đất nước ta, đặc biệt là trong cái xu thế hiện nay trong quá trình phát triển, chúng ta đã phải đối mặt rất nhiều những cái thách thức hết sức là to lớn, ví dụ như là vấn đề môi trường, vấn đề tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt là vấn đề năng lượng.